Mời mọi người nha. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Thơm, thơm, thơm tỏi và thơm hoa kia nữa mọi người, hoa ban kia nữa. Ngon lắm mọi người ơi. Xin chào các bạn nhá, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây cả nhà ơi, hôm nay hai mẹ con em lên nương nhá mọi người nhá. Lên nương để tỉa cành cà phê. Tiện thể hai mẹ con em lên nương thì em sẽ lên nhặt một ít hoa ban nhá mọi người nhá. Nhặt một ít hoa ban ở em thấy ở bên bên kia có một cây hoa ban. Thì bọn em sẽ nhặt hoa ban về để làm ăn nhé mọi người nhé. Kia thôi nó cũng hiếm ấy mọi người. Trước thì nhiều nhưng mà bây giờ hiếm lắm. Xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi hết video của em để ủng hộ ba mẹ con em nhiều hơn nhá. Đi đường đấy à Diệp? Đi được không? Đi lên dưới trên kia kìa. Đi được không? Mùa này bắt đầu nóng rồi mọi người ạ. Ở trên em là bắt đầu vào tháng 3, tháng 4 là bắt đầu nóng, gió mùa. Đây cây mận hậu. Mận hậu thì còn quả bé thế này thôi mọi người ạ. Chưa hết tháng này đến tháng 4. Cuối tháng 4 là bắt đầu mùa mận hậu rất là nhiều. Bây giờ còn quả bé lắm. Mận tam hoa thì cũng sắp rồi. Mận tam hoa chín nhanh hơn nhé mọi người nhé. Có lên được không đâu Diệp? Em thấy có một cây ở bên kia thôi mọi người ạ, cũng ít. Lên đi. Quả thế này là ăn được rồi nhá cả nhà nhá. Nó khác quả nhỏ thế này ăn được rồi đấy. Hiền quá. Sàng, đang sàng mưng đi. Đây, ở trên em là toàn cây cà phê trồng lẫn cây mận nhé mọi người nhé. Cây mận hậu, cây mận tâm hoa. Đây là nương của bà Thuận đấy. Đây, cây mận tâm hoa đây cả nhà ơi. Còn quả nhỏ thế này. Ui, mệt quá. Tam hoa này quả nhỏ nhưng mà ăn nó rất là ngon. Sai quả cực kỳ luôn cả nhà. Đây này. Nhìn thì gần mà lên xa cực kỳ. Dốc. Thấy quả mận là chín không Diệp? Kia kìa. Trên cao rồi kìa. Có mấy quả to to kìa. Được chưa? Được không mấy quả? Ăn luôn đi. Quả kia ngon mà. Mời mọi người nha. Đây, quả nhỏ thế này nữa mọi người nha. Nhưng mà ăn rất là ngon. Mùn. Quên mang súp Hà Nội nhỉ. Quên mang súp lên chẩm chéo. Nên chấm cái này thì rách mất rồi. Lại rách rồi. Buộc nó vào đi.
Đây, cây hoa ban đây cả nhà nhá. Có một cây duy nhất ở đây thôi. Nhưng mà không biết có trèo được không này Diệp này, cao lắm. Hoa rất là đẹp. Trước em thấy ở rừng rất là nhiều nhá, nhưng bây giờ không thấy nhiều cơ, ít. Hai bà con em sẽ hái nhá mọi người nhá, sẽ trèo lên hái được bao nhiêu thì được thôi, cao lắm không biết có lấy được không đây. Cây nhỏ, cây bé tí và cao. Không lên được không? Cầm máy cho mẹ không ấy. Không lên được. Chắc không lên được đâu nhỉ. Thơm lắm mọi người ơi. Hoa này lắm. Hoa thơm. Thơm lắm mọi người ạ. Thơm cực kỳ luôn. À, ấy Diệp hỏi hòm. Thơm lắm mọi người ạ. Ở dưới kia còn nghe thấy mùi thơm rồi. Chưa ăn mà đã thấy mùi thơm rồi. Hoa ban này làm được rất nhiều món nha mọi người nhé. Có thể làm món nộm. Sao? Món nộm này, món xào này. Và món canh. Làm được nhiều món đó. Ăn nó có vị ngọt ngọt. Hơi đắng một chút. Nếu mà ăn cả cái này nó thì đắng. Còn bỏ cái này ra thì không đắng mấy đâu mọi người ạ.
ngọt. Về mình sẽ nhặt sạch rồi là luộc, xào ăn. Làm món gì thì làm, xào hoặc nộm hoặc canh. Được hẳn một ép luôn rồi cả nhà ơi. Đây, hẳn một ép luôn. Rồi, bây giờ hai mẹ con em sẽ về thôi nhá, để làm cơm ăn. Rồi, về đi. Đây, sẽ nhặt sạch nhá mọi người nhá. Mình sẽ nhặt lấy nguyên cái này của nó thôi. Cành nó. Đúng rồi, cành ha. Cành. Cành hoa của nó thôi, nhụy nó không lấy. Cái này này không lấy, còn lá của đấy này cũng không lấy. Nhặt sạch rồi là luộc qua nhé mọi người nhá, sẽ luộc qua. Luộc qua xong là vắt nước của nó đi, đỡ đắng. Vắt nước của nó đi xong mới xào. Hôm nay bọn em sẽ xào với gà nhé mọi người nhá. Tí nữa sẽ bắt một con gà mổ xong xào vào ăn. Tuyệt vời rồi ạ. Mỗi năm được ăn một lần thôi nhá cả nhà nhá, không phải là ngày nào cũng có, không phải mùa nào cũng có. Đây, em đã chuẩn bị một con gà rồi nhé mọi người nhá, làm sạch sẽ rồi. Thì bọn em sẽ luộc con gà đấy lên nhé mọi người nhá, luộc lên luôn, luộc cả nguyên con đấy lên, xong mình sẽ chọn chỗ thịt đẹp của nó, xé ra để xào với hoa ban để được một đĩa thôi nhá cả nhà nhá. Chọn thịt đẹp của nó. Chọn hai miếng thịt đẹp xé ra. Tí nữa đập tỏi vào xào nhé mọi người nhé. Xé nhỏ đi Diệp, xé nhỏ một tí đi. Xé nhỏ mà. Để tí nữa nữa đấy. Chào mọi người đi con. Chào đi. Con chào mọi người. Đây. Luộc xong rồi nhá mọi người nhá. Nhưng mà ngót thế này, được có một tí thôi này, được có 1 2 nắm thôi. 1 2 nắm. Thì mình sẽ vắt nhá mọi người nhá, vắt nước của nó ra. Đó, thế này tí lại xào. Hẳn một ép. Hẳn một ép thì được có từng này thôi mà. Chắc cũng được một đĩa rồi. Okay. Rồi.
Thịt gà với hoa ban nó giống nhau hết rồi kìa Diệp. Trắng giống nhau hết. Thôi đảo lì lên xong rồi xào. Thôi bật tỏi đi, bật tỏi, rang tỏi lên trước. Mới mình chín vào đi. Thơm lắm cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà ăn cơm cùng ba mẹ con em nhá. Rồi, okay. Đây bữa cơm của ba mẹ con em đây. Món hoa ban xào thịt gà. Một con gà làm được 2 món, 3 món luôn cả nhà. Canh măng chua nhá mọi người nhá. Chẩm chéo gan. Chẩm chéo gan đấy. Rồi ăn đi các con, ăn đi. Út đi đâu rồi rồi. Ăn đi. Mời mọi người ăn cơm nhá. Rồi ăn đi, rồi ngon lắm. Thử món này. Nó thử món này trước à? Đúng rồi. Mời mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Thơm, thơm tỏi và thơm hoa kia nữa mọi người, hoa ban kia nữa. Hoa ban rất là thơm. Ăn đi út, ăn hoa ban xào này với thịt này, ngon lắm. Ăn cái này không? Hoa ăn cái này. À. Chị, chị một cái. Ăn. Mẹ làm ngon quá. Cảm ơn mẹ không? Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Đây. Đã làm gà trước. Có món ngon là cảm ơn mẹ. Chấm chấm chéo. Chấm thịt gà chấm thịt gà, thịt vịt luộc thì chấm chấm chéo gan là tuyệt vời nhất nha mọi người nhá. Chấm chéo gan thì mình sẽ luộc gan nó chín xong rồi giã ra. Xong rồi giã với chẩm chéo, còn lấy nước luộc gà, luộc vịt kia vào. Nó sẽ ngon hơn nhé mọi người nhé. Ngon không? Một phân là nhớ cả đời. Ăn đi. Canh mạch chua thì phải ghém rau sống mới ngon. Ngon nhờ. Ngon. Ăn đi, đùi kìa, mỗi người một cái. Thịt dô cái này. Dạ, còn dô nữa. Ngon lắm mọi người ơi.
Ngoan là mẹ cho ăn thôi. Ngoan là có thịt gà ăn. Thôi vậy em xin tắt máy tại đây nha mọi người nha. Mong cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem kênh của ba mẹ con em thì hãy ủng hộ ba mẹ con em bằng cách là đăng ký kênh nha mọi người nha. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký thì cho ba mẹ con em xin một nút đăng ký nha. Và chia sẻ đặt hàng giúp ba mẹ con em nhiều hơn. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nhá. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào cả nhà.